bạn đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Nam em bất ngờ khoe những ngón áp út kèm thông báo cực choáng. Trên trang cá nhân, nam em mới đây chia sẻ hình ảnh cận bàn tay. Bức ảnh lập tức trở thành tâm điểm vì chiếc nhẫn long lanh nằm ở ngón áp út của hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Đây là vị trí thường dành cho vật đính ước hôn nhân. Bên dưới bình luận, nhiều người cho rằng mỹ nhân đang khéo léo thông báo tình vui, thậm chí đã tính chuyện trăm năm. Tuy nhiên, có người cho rằng nam em đang checking cho vui, bông đùa vì tính cô vốn từng tửng, còn chiếc nhẫn có thể chỉ là nhá hàng sản phẩm nghệ thuật nào đó mà thôi. Dù chưa biết thực hư, nhưng người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến nam em thông qua mạng xã hội. Chúc mừng nam em, nhẫn cưới rồi, em ấy đã bỏ cuộc. Bên cạnh đó, một số ý kiến khuyên nam em còn trẻ nên tập trung sự nghiệp. Có tin vui hả nam em, đừng bỏ cuộc chơi sớm, tập trung sự nghiệp đi, còn trẻ quá, thực hiện hoài bão đi nha. Nam em từng gây xôn xao làng giải trí khi lên tiếng thừa nhận chuyện tình cảm 30 ngày chỉ có nốt thăng chưa từng có xuống dáng với Trường Giang. Scandal tình ái khiến nam em nhận không ít chỉ trích khi nhiều người cho rằng cô đang mượn ông xã Nhã Phương để đánh bóng tên tuổi. Chấm dứt ồn ào với Trường Giang, cứ dăm bữa nửa tháng, cô lại khơi lại chuyện tình với nam danh hài. Trong một bài phỏng vấn, nam em khẳng định sau Trường Giang cô không dám yêu ai. Tuy nhiên sau đó, nam em dính phốt người thứ ba khi vướng vào chuyện tình với VJ Quốc Bảo. Khi ai nấy đều chắc chắn về người đàn ông của nam em, đột nhiên nữ ca sĩ Bảo Trân, thành viên nhóm Gemini, bất ngờ đăng đàn chỉ mặt điểm tên nam em là người phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Khẳng định hoa khôi họ Nguyễn cố tình xen vào chuyện tình của mình, Bảo Trân công khai hình ảnh mình bị đánh thương tích, được cho là hành động thượng cẳng tay, hạ cẳng chân của Quốc Bảo với cô, sau khi vì nam em mà thay lòng đổi dạ. Việc gây tranh cãi trên các mạng xã hội khiến nam em và Quốc Bảo phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Từ đó đến nay, nam em lui về ở ẩn, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí và cũng không chia sẻ về đời tư. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.